Xin chào tất cả mọi người nha, lại trở lại với nội dung của mình nha. Đấy, hôm nay thì mình đến giúp nhà ông anh này làm bếp mọi người. Đấy ha, mình cũng tiện thể quay lên cho mọi người cùng xem luôn. Đây, đang làm cái món thịt này là thịt để nướng mọi người. Thịt này để nướng anh nhỉ. Mình đến giúp nhưng mà giờ tí mình làm sau mọi người. Tí mình sẽ thái thịt. Giờ mình quay các món cho mọi người cùng xem đó. Đây đang rất là nhiều người làm bếp nha mọi người nhé. Nướng ở trên này nè. Nướng ở trên đéo nè mọi người ạ. Thịt nạc. Thịt nạc hay đấy. Toàn nạc nha mọi người nha. Em phụ một tay. Nha anh nha. Được không mà. Đúng rồi. Là chai. Vinh Xuân à? Tên anh là tên Vinh Xuân. Đúng rồi, hai tên mà. Hai tên rồi. Okay. Ba diều thì vẫn lấy được một vài chén. Cơm cũng ăn. Đấy. Có một con dê hơi kêu nha mọi người ạ. Lúc này vừa mới đem ra hơi kêu một tí. Mai mới thịt con dê đấy. Hôm nay chưa thịt, mai mới thịt. Hôm nay ăn thịt lợn nữa. Đây, thịt lợn. Thịt lợn áp chào nha mọi người. Thịt lợn rán. Ngon nhỉ. Hoa miếng đẹp đấy. Miếng đẹp đấy. Xem này nào. Miếng đẹp luôn. Rất là thơm luôn. Rất là thơm nha mọi người. Qua giềng xã, ở giềng. Của giềng. Bên này cũng đang thái. Khá đâu. Đây nhà mới đây mọi người nha, vừa mới làm xong. Hôm nay là được ngày đẹp tháng tốt, xong là làm một bữa cơm mọi người lên nhà mới. Có quay đâu để xui. Đây, các cháu các em làm gì đây? Xem mình đảo món gì đây? Xìu sang nam nổ. Đang giang lạc mồi nha. Xìu sang nam. Giang lạc. Còn món nướng trên này nè. Giang để vào đâu đây? Tí vào nộm mà. Phải không? Ok. Đây món gì đây anh em? Xem nào. Món ruồi mọi người ạ. Úi giời ơi. Đây là món ruồi nha mọi người ạ. Còn món này món đầu lợn này. Đang nướng. Lở rất là ấm luôn. Mấy cháu thì chắc nóng rồi đấy nhỉ? Không, lạnh á. Cứ tưởng là nóng rồi đấy. Xem bên này nào, mấy bà đang làm gì đây? Mấy bà thì đang mở bát ra để rửa nhá mọi người ạ. Đang rửa cái bát.
cảnh rất là đẹp đấy mọi người, đơn sơ rất là đẹp luôn. Anh em đang túc tác đã làm để phục vụ khách, tầm 10 giờ là khách đến rồi, bây giờ có hơn 8 giờ 9 giờ rồi, 8 rưỡi. Sang bên này rồi, sang bên này xem nào. Ồ, cầu thang rất là mới đây, cầu thang đây mọi người ạ. Cầu thang rất là mới luôn. Chào nhá. Đây mấy chị em đang làm nộm. Đây là nộm gì đây? Nộm đu đủ à? Đây là món nộm nha mọi người nha. Món nộm. Cho ngon nhỉ bà trẻ nhỉ. Dạ. Thế này là ngon rồi gì nữa. Thế này là ngon rồi. Nộm này là có cả chanh như mọi nhá. Đây là lúc đấy cho chanh vào này. Vắt nước chanh cho vào. Còn bên này thì có một mâm đang ăn rồi. Mâm này mâm làm lễ cho nên được ăn trước. Nhìn các chú nhỉ. Đấy. Mâm làm lễ nha mọi người ạ. Ăn đi anh. Mâm này mâm làm lễ nha mọi người nha. Mâm làm lễ thì được ăn trước một tí. Nó lại như thế nhá. Theo phong tục mọi người, mình cũng không biết nói nhiều, không biết diễn tả nhiều. Lúc đấy thì một mâm đầy luôn, giờ còn ba người khách ăn thôi. Lúc đấy mình chưa quay. Uống cả rượu chứ? Đấy, uống rượu đi. Đấy, thế chứ. Mỗi người tầm một bát rượu cho nó no hẳn luôn. Ok, mọi người cùng mình đi xem chỗ khác. Xem bên này nào. Bên này cháu đang nấu gì ạ? Đang nấu. đang nấu cơm nha. Đang hấp cơm mọi người ạ. Cháu trong lửa hả? Ok. Đấy, ông anh chủ nhà đây. Bây giờ bắt đầu chuyển những cái bát hương lên nhà mới. Đây là trước cái nhà chưa làm xong ấy thì ở cái này ấy mọi người. Đấy. Trước chưa làm xong nhà thì ở cái này. Có nghĩa là chuyển vào trong này ở. Hay á. Đây có cái gương to quá mọi người ạ. Mình quay mình một tí nhỉ. Cũng được đấy. Nói chung là cũng tạm tạm mọi người. Sẽ bên trong này nào như thế nào nhá. Bên trong này cũng làm bếp này. Bên trong này thì đâu nhỉ? Rán nem mọi người. Đây là rán nem nhỉ, các bà các cô nhỉ. Rán xong rồi à? Đây mọi người ạ. Bên trong kia cơ. Đấy chỗ này là chỗ để rán này. Cái bếp để rán này. Có nồi gì đấy? Xem nào. Nồi gì nào? Ui. Nồi mục nhí mọi người ạ. Mình cứ thường là da trâu nhưng mà không phải đâu. Như kiểu da trâu. Nhìn vào thực tế mới gọi là thấy là mục nhí. Đây nem đây mọi người ạ. Khó. Nhưng đến nem ấy mọi người nhé. Đợt để làm nhiều món đấy bà chị. Hả? Không chỉ lại món à? Không. Không phẹt ăn chứ nào. Phẹt ăn chứ nào. Đấy trước chưa làm xong nhà thì ở cái này nhá mọi người. Ở cái nhà này. Bây giờ làm xong thì được chuyện lên trên đấy không? Trên nhà mới.
Bên này các cháu đang làm gì đấy? Đang bóc lạc mọi người. Đang bóc lạc. Bóc tí cho vào nồi mà nhờ nghiền nhờ. Hay là cho vào tiết canh cái này. Để nhắm rượu. Nhắm rượu á? Ai cha. Người yêu á. Đi xem chỗ khác mọi người. Xem cái đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Xem cái món là thịt. Thịt nướng thế nào? Bên trong này là thịt nướng đây nhá. Ôi cho quỳ vào nhiều nữa đấy. À cái nó cháy nhỉ? Úi trông ngon thế anh em ạ. Thơm lừng luôn. Nam nhỉ? Thơm nhỉ? Có cóc bia thì tuyệt vời luôn. Đây mọi người ạ, mọi người ạ. Thì tóm lại nói chung là mình đến giúp thì giờ cũng chả biết làm cái gì đây. Tí đi xem một cái gì làm một tí mới được. Còn không thì mang tiếng đến giúp thì chả sờ vào cái gì cũng không được. Đây mọi người á, quay gần cho mọi người cùng xem. Vàng ươm luôn. Tuyệt vời mọi người ạ. Tuyệt vời và tuyệt vời. Em mà tôi làm này có đi. Đây nha, từ xa nhìn vào mọi người. Nhà mới. Nhà mới khác với nhà cũ là nó một khác đi một tí nhé. Cái vừa mới làm thì nó mới hơn. Và cái làm lâu thì nói chung là nó cũ hơn một tí. Nóng à? Lấy cái gì mà kê vào đi. Đây, đá hay là cây gì đó. Ủa nóng thật đấy. Ngồi cạnh nó, cái bếp lửa nó nóng kinh khủng. Lấy đá hay là lấy cái gì kê vào anh? Kê nó có ở không? Đáng lẽ ra phải xuyên đây một lúa này. Được không? Nóng ghê. Mặt đỏ hết rồi. Thằng cháu mặt đỏ hết rồi. Cái nó. Wow. Chưa đâu. Chưa một lúc nữa. Cái này một lúc nữa mới chín rồi. Đang vừa mới vàng một tí rồi. Tuyệt vời mọi người ạ. Thơm lừng. Quạt vào đi. Nóng. Đây, ngồi gần nóng hết mặt luôn. Hình như là thổi từ bên này vào nó mới vào. Và ra rồi. Cái giá này chưa chín đến giá tiếp theo. Đây kìa. Đang khanh bên kia. Đúng đấy. Tầm này nó mới ok được. Tí cho vào đấy chứ hay là cho vào luôn? Hà Toàn. Cho vào luôn anh ơi. Đúng rồi, cho vào luôn đi. Cái ngắm lên miếng à? Ngắm lên miếng. Mà tôi ngắm thế mặt đen thui. Vậy nó nhanh nhỉ. Rồi. Thật đấy, nếu mà không có quạt đấy, đến mai nó còn chưa gọi là chưa đâu vào đâu ấy. Wow. Tuyệt vời nhỉ. Tuyệt vời. Nào.
Không, có nghĩa là phải xách cái... Không, không được. Ồ, ok, giờ mới lật được. Ui, nóng rồi ạ. Nóng đỏ hết mặt luôn. Nóng còn nóng đi. Cái... Cho nó chín hẳn nè, những cái giá bên dưới. Ừ, nhưng mà hơi gần không là tí cầm nóng. Nó dài dài như cái dưới thì nó tuyệt vời hơn. Nếu mà đi làm từng xiên một thì đến bao giờ mới được ăn? Ừ, đúng rồi. Đây mỗi người một vịt nhá. Người thì làm cái này, người thì làm cái kia. Mỗi người một vịt mọi người ạ. Nóng hết luôn. Thơm. Thơm lưng luôn. Ui ui. Có đâu. Nó tự ngã chứ. Đây. Không, lấy cái cục đá này cơ. Từ, đây, cục đá này kê vào này. Đấy, bây giờ, ôi, được không, xem nào. Nhưng mà sợ nó rung quá xong là nó... Một cục bé nữa. Một cục bé nào. Đây, cái cục kia, đúng rồi. Kê vào. Đây, cái miếng này. Cái miếng này nó mỏng hơn này. Kê vào. Rồi, ok. Đấy, bây giờ nó vững được. Đâu? Sao? Đó. Tầm này được không? Kệ nó đấy. Đó, nướng thịt nướng kiểu này mọi người nhá. Nướng từng giá một luôn. Mới được nhiều. Mà nướng từng xiên một thì nó lâu lắm ấy. Khoái tránh ra đi. Cứ ở đây mà hứng khoái với trẻ con. Chín chưa? Cái xuyên dưới chín chưa? Chắc chín rồi nhỉ? À Thanh. Nó bên dưới nó vàng ươm chưa? Cháy rồi ạ. Wow đây. Wow đây. Tuyệt vời anh em ạ. Xèo luôn. Đây. Tuyệt vời. Rồi, vào bên dưới này xem anh em làm. Quay anh em làm.
xong là mình xem cái gì làm một tí. Cái này món ruồi nhỉ chú nhỉ? Ruồi đấy. Oh. Món này ngon mà. Đúng rồi, món này tuyệt vời luôn. Rồi, rồi, rồi mọi người ạ. Lở đây mọi người, mình có nghe là xem củi, xem lửa cho anh em làm không? Cái món này là món gì? À, món đậu phụ. Đậu phụ đấy. Đúng không? Ủa, bây giờ cho cái này sôi lên đá chưng. Xong là mới cho đậu phụ vào nhỉ? Đây, cho củi vào thôi. Cho củi vào một tí nữa. Nói chung là mình đi giúp cũng phải làm nhỉ mày. Không thể mùi ấy được đâu. Ủi, nóng lắm mùi. Rất là nóng nha. Bây giờ nồi nào cũng đang trong quá trình rất cần những cái ngọn lợ để nấu cho mọi người nhé. Cái này miếng gan gì chú nhỉ? Miếng gan. Miếng gan đó. Wow. Vui. Bên này nhiều quỷ quá, chuyển sang bên kia một tí. Đó. Mới thấy gì? Chị chân mờ với cây nó mới đó. Chân trắng rồi. Gì mờ vậy? Ai anh béo? Anh béo. Thịt áp chảo anh mọi người. Ngon mọi người ạ. Cái này thái xào cái gì à chồng? Xào long à? Cái này à? Ừ. Có nghĩa là làm canh gì, làm cái gì? Làm canh. À. Dâu cải nha mọi người nha. Dâu cải thái ra để làm canh. Đây là lòng mề mọi người ạ. Lòng mề mề gà chú nhỉ? Món này là gì à? Bộ cứ bấy sau bắt đầu nhé. Món này là một cái món nước đắng ấy. Có cả mượt nữa chú nhỉ? Có cả mượt nó ngon lắm. Lòng mề. Đây
mù mấy con gà mà nhiều đấy, hơn chục con này nhỉ. Đây toàn lòng mấy mê đó nha mọi người. Ồ đây đây đây, đây quả mượt đây to lắm. Đây mượt này ngon lắm, nước nó đắng đắng ngọt ngọt tuyệt vời, nó tuyệt vời mọi người ạ. Món da đầu, da đầu lợn mọi người. Cái mưa nó bị ấy rồi. Kệ nó chẳng gì. Đây mỗi người một vịt nha mọi người. Giờ thì nhạc hơi to cho biết không bắt vào nhạc không đó. Món này thơm quá, ăn miếng không? Không, món da đầu ấy mọi người, da đầu lợn ấy, xong là nướng lên giờ thái nó thơm kinh khủng, thơm. Lúc mà đói thì thôi rồi chứ. Lúc mà đói thì tóm lại nói chung là ăn được nhiều. Còn bên này thịt ngan à. Đây đang đâu nhỉ? Thịt ngan nhé mọi người. Đây một đang chặt mọi người, thịt ngan, một chậu thịt ngan luôn. Rau hơi bé anh nhỉ? Anh béo? Rau anh hơi bé nhỉ, được không? Có thái được vào đấy. Không ai thấy luôn. Món thịt nướng đã chín rồi mọi người. Chín rồi. Thịt nướng đã chín rồi. Như này thì mới ngọt. Đúng rồi. Thử miếng nào. Thử đi, thử miếng không? Nếu mà chín thì miếng là nó vàng vàng. Mình ngon. Thử phải không? Miếng à? Quá tuyệt vời luôn. Rồi. Được rồi. Cái kiêng sắp đủ rồi nhỉ? Cái kiêng sắp đủ rồi mọi người. Nó nóng quá sao nó yếu đi ấy. Nó yếu quá đâm ra nó trong là nó nóng quá nó yếu đi, nó sắt nó. Đâu mình có phụ vào tay luôn, làm luôn mà. Thì đến giúp mà chả làm cái gì đi học. Cho vào như nào cái này? À. Rồi bắt nhỏ nữa chứ là cho vào. Ôi. À. Ok, thế thì mình các bạn nhúng tay vào. Ừ.
đi đi à? Ui, mật đẹp dưới luôn. Nước mà xem nổ. Cái món này chưa thái này. Rồi này chưa thái này. Bắt đầu vào thái rồi mọi người. Ok. Mọi người theo dõi mình làm nha. Ơi nóng à? Ồ. Thế cho nó nguội nguội đã mọi người ạ. Giờ nó đang nóng quá đâm ra không thái được. Thì nó lồi ra hết. Có nghĩa là cái bên trong nó lòi ra hết luôn. Đâu thì đâu xiên luôn đi. Đâu vào đây. Xuyên thịt mọi người ạ. Đây mọi người ạ. Trong khi làm được một buổi sáng thì bây giờ các món cũng đã xong đấy mọi người ạ. Cơm đã. Bây giờ thì vào ăn cơm. Vào ăn cơm xong là chờ khách. Khách đến xong là giải mâm cho khách ăn mọi người ạ. Bây giờ anh em đang ăn cơm. Thôi mọi người ạ, mình cũng chuẩn bị vào đâu ngồi ăn thôi.
Bọn làm bếp ăn rồi nhá. Bây giờ là đoàn làm bếp ăn mọi người ạ. Ăn để chờ khách đến cho là giải mâm cho khách. Rồi ngồi đây đâu, ngồi cùng ông đây luôn này. Đây các món trong mâm đây. Có rượu các kiểu này mọi người. Rồi mình ăn đã xong là trong khi đến giúp nhà ông anh thì mình cũng tạm dừng video tại đây. Xin chào tất cả mọi người và các bạn đã theo dõi nhé.